suy diễn tự nhục về chuyến công du của Ngoại trưởng Vương Nghị, RFA, TAT Việt Tân. Việc ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc thăm Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 12 này, ngoài việc của ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng của Việt Nam, đồng chủ trì phiên họp thứ 15 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, có thể có thêm nhiệm vụ đặc biệt nữa là chuẩn bị cho chuyến công du của nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam là lẽ thường. Tuy nhiên, phóng lên như Việt Tân rằng, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sang tiền trạm cho chuyến đi sắp tới của Tập Cận Bình. Đích thị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải tiếp đón và nhận chỉ thị. Là cách truyền thông đáng khinh bỉ, như luận điệu lâu nay họ vẫn làm là xuyên tạc sự thật về cái gọi là Việt Nam sợ Trung Quốc. Trước hết, chuyện ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam là điều từng được đề cập. Cụ thể, hồi cuối tháng 4 năm nay, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trong chuyến công du Trung Quốc, ngoài các cuộc làm việc với những người đồng cấp Trung Quốc như Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Thái Kỳ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Cán Kiệt, đã tới chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và làm cái việc chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Việt Nam trong năm 2023 nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tới nay chỉ còn non tháng nữa là mãn niên. Giá như có chuyện tiền trạm cho chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đi thì đó cũng chỉ là việc hết sức bình thường. Cấp dưới phục vụ, chuẩn bị hành trang thuận lợi cho chuyến thăm cấp cao được thành công. Vậy mà Việt Tân trắng trợn, lờ tịt đi để bịa đặt, xuyên tạc, phóng bịa ra chuyện người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải địch thần đón tiếp và nhận chỉ thị. Việc này chứng tỏ dã tâm của Việt Tân vừa mỉa mai. Cái thế lép vế của Việt Nam là thủ đoạn xảo ngôn của kẻ tiểu nhân nhằm kích động dư luận. Nếu suy diễn và xuyên tạc như Việt Tân, chính ông Tập Cận Bình ngày 30 tháng 10 năm 2017 cũng phải đích thân tiếp ông Hoàng Bình Quân, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc phái viên của ông Nguyễn Phú Trọng chắc. Với cuộc tiếp cách đây đã 6 năm đó, có thể suy ra rằng nhà lãnh đạo siêu cường cơ bắp ngạo mạn như Trung Quốc là ông Tập Cận Bình đã phải run rẩy trước sứ thần của nước láng giềng Việt Nam chăng? Nhìn bà Mai mà giật mình hốt hoảng nhớ lại chuyện bà Triệu Thị Trinh cưỡi voi đánh còng diệt quân Đông Ngô xâm lược cách đây 18 thế kỷ chăng? So sánh rộng hơn, giữa tháng 4 năm 2023, Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Việt Nam khác nào chuyến đi tiền trạm cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng đến chào xã giao các nguyên thủ của Việt Nam, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không lẽ cũng là đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải tiếp đón và nhận chỉ thị của ông Biden? Dù chẳng là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ai cũng biết chỉ những kẻ dốt mới suy diễn một cách vừa tự ti vừa tự mãn như thế. Liên quan chuyện này, RFA, nhà đài vốn chẳng thể coi là khách quan khi đưa tin về Việt Nam, cũng là kẻ thâm tình hình bóng với Việt Tân. Nhưng ít nhất, trong trường hợp này còn tử tế hơn Việt Tân nhiều khi trong bản tin ngày 1 tháng 12 đã thông tin là theo lịch trình, ông Vương Nghị sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Bùi Thanh Sơn chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ chào như là một việc lễ thể hiện sự trọng thị của khách là ông Vương Nghị với nhà lãnh đạo cao nhất nước chủ nhà Việt Nam. Cho nên chẳng có gì quá đáng khi cho rằng cái sự khách quan đột xuất này của RFA tiếng Việt trong thông tin chuyến công du của ông Vương Nghị tới Hà Nội, ví như cú tát vào mặt Việt Tân vậy. Để làm gì? Để trang mạng nổi tiếng chơi cháo này chừa đi cái thói lu loa xuyên tạc, ăn nói sách mé, kích động dạng tiểu nhân mặt hạng.